thông qua hợp tác giữa chính quyền tỉnh Trà Vinh và ứng dụng Zalo thuộc công ty VNG trong cải cách hành chính. Từ nay thì người dân và doanh nghiệp đã có thể tra cứu thông tin hồ sơ bằng cách nhập mã vạch hoặc mã QR trên phiếu biên nhận hồ sơ, đánh giá sự hài lòng và sự phục vụ hành chính liên lạc với cơ quan chức năng. Những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tin tức về thủ tục hành chính, dịch vụ công, dịch vụ an sinh xã hội, văn bản mới, chính sách mới qua cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh trên Zalo. Với việc ký kết văn bản hợp tác này, hệ thống cổng thông tin điện tử và hệ thống cổng dịch vụ công của chính quyền tỉnh Trà Vinh cũng sẽ được kết nối với Zalo